Xin chào các bác, đây là một chiếc Xpander vừa được Lang Phương Auto nâng cấp một số đồ chơi cho nó. Một số tính năng như là lên xuống kính, gập gương hay là bộ bi gầm, tăng sáng 150%, nhiệt độ màu 4300, bảo hành 1 năm ạ. Bộ gập gương lên xuống kính với thao tác mở khóa mở thì các kính sẽ được đi xuống. Không khí sẽ rất là thoáng mát trước khi lên xe đấy ạ. Khóa lần 1 gập gương, khóa lần 2 lên kính. Một bộ cốp điện, nắp zin cảm giác 100%. À, xin lỗi, làm thao tác mở. Xuống là gì nhỉ? Với thao tác xuống, cốp cũng sẽ tự động đóng xuống ạ. Hít nhẹ nhàng. Một chiếc đầu DVD Z-Tech, RAM 2GB, ổ cứng 16GB. Một bộ cảm biến áp suất lốp hiển thị trên DVD. Bộ này dành cho hệ điều hành Android các bác nhé. Hiển thị đầy đủ áp suất lốp và nhiệt độ lốp, cả bốn lốp luôn. Khi có bất kỳ lốp nào non không đủ hơi theo tiêu chuẩn thì sẽ cảnh báo qua đây ạ, bằng màu đỏ. SIM 4G. Một chiếc cam 360 thương hiệu Owin cũng được lắp đặt trên xe ạ. Số lùi đây ạ. Cảnh báo khi đi đường hẹp thì sẽ lên như thế này đây ạ. Ngoài ra thì bác chủ xe cũng lắp đặt một bộ hiển thị tốc độ lên kính lái, một bộ đây là cảm biến auto đèn ạ. Ra khỏi xe, cửa khóa, kính sẽ tự động đi lên. Các bác cần nâng cấp đồ chơi, lắp đặt đồ chơi, tư vấn các sản phẩm về đồ chơi thì có thể để lại thông tin. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Em xin cảm ơn ạ.